Xin chào các bạn nhé, rất vui là các bạn đã quay trở lại với video của Trên Hải Phòng. Thì như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy, đây là cái công đoạn mà cây cầu rào đang kéo cái cánh hoa phượng thứ hai lên lắp trên cái vòm chính của cầu rào 1 đây. Và cái video này thì do một anh bạn tôi ở trong công trường thi công của cầu rào đã gửi cho kênh Trên Hải Phòng đó. Và thưa các bạn là sau cái ngày hôm trước, cái video của tôi quay cái bông hoa thứ nhất được gắn lên vòng cầu, thì hôm nay bông hoa thứ hai cũng chính thức được lên kệ, được kéo lên nắp đặt trên cái vòm cầu chính của cầu rào 1. Và cái bông hoa thứ hai này thì cũng giống như bông hoa thứ nhất được lắp ngày hôm qua thôi. Bông này thì cũng nặng 8 tấn và có đường kính là 7 mét đó. Và các bạn có thể nhìn lên trên flycam thì cái đỉnh của cái vòm cầu chính này nó đã hoàn thiện được hai bông hoa rồi, và chỉ còn một bông hoa ở giữa nữa thôi. Cái khoảng trống ở giữa như các bạn đang nhìn thấy ấy, thì sẽ chờ cái bông hoa to nhất, bông hoa thứ ba cuối cùng của cái cầu rào 1 này. Thì hai bông hoa này có đường kính bằng nhau, đó là 7 mét và nặng 8 tấn. Còn cái bông hoa ở giữa thì sẽ có đường kính là 12 mét và nặng có đường kính là 10 mét và nặng 12 tấn. Còn toàn bộ cái bệ đỡ gắn ba cái bông hoa này là tổng cộng là 130 tấn các bạn ạ. Và chúng ta sẽ hy vọng ngày mai ngày kia thì bông hoa thứ ba sẽ được gắn lên, và tôi sẽ tiếp tục quay một cái video nữa để giới thiệu cho các bạn về cái tiến độ lắp đặt cái bông hoa mỹ thuật trên cái cầu rào. Thì bông hoa này là bông hoa hình cánh hoa phượng ấy, biểu tượng của thành phố Hải Phòng, và cây cầu rào này chính là cái cửa ngõ của thành phố Hải Phòng. Khi mà các cái đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và các cái người dân ở các cái tỉnh khác về thì họ sẽ đi qua cây cầu rào này, và biểu tượng cánh hoa phượng là một cái biểu tượng của thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng, chào đón mọi người đến với thành phố. Đấy, và các bạn nhìn trên màn hình thì tất cả các cái công đoạn khác ở bên dưới thì cũng đang được gấp rút hoàn thành. Phía bên bờ Dương Kinh thì đang đổ cốt nền, còn ở giữa cầu thì các cái tấm đa bê tông đã được kết nối với nhau rồi và chờ giải nhựa asphalt thôi. Còn phía đường dẫn cầu lên từ phía Lạch Tray, Thiên Lôi và Ngô Gia Tự thì cũng đang được gấp rút đổ nhựa asphalt, thì các bạn đã nhìn thấy rồi, đã đổ được khá là nhiều rồi. Cái vòng xuyến cầu đi lên và cái đường dẫn từ phía đường Lạch Tray thì đã được đổ nhựa asphalt một nửa rồi. Phía bên dưới thì phía dưới cầu thì đường Lạch Tray cũng đã được mở rộng khá là nhiều và đang trong cái quá trình hoàn thiện giải cốt nền. Còn đây là cái vòng xuyến ở phía đường Thiên Lôi, thì các bạn nhìn thấy là đang còn khoảng 1/3 tiến độ nữa, 1/3 khối lượng công việc nữa thôi thì sẽ kết nối ra đường Bùi Viện, đường Thiên Lôi để thông cái tuyến đi ở phía này. Phía xa xa là các bạn nhìn thấy là Bùng Binh, Bùi Viện, khu đô thị Vinhome, khu đô thị Waterfront. Còn phía bên này là cái bùng binh của phía đường Ngô Gia Tự và đường Cát Bi thì cũng đã hoàn thành khá là nhiều rồi. Đấy, và có một cái đặc biệt là có một cái cầu thang bộ giúp cho người dân ở bên dưới đi lên thì cũng đang được triển khai rồi các bạn nhé. Cái vòng xuyến này thì thi công chậm hơn cái vòng xuyến bên cầu bên đường Thiên Lôi các bạn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta còn khoảng 18 ngày nữa để kịp thời hoàn thiện cái tiến độ thi công của cây cầu rào 1 này để kịp thông cầu kỹ thuật vào ngày 25 tháng 1 năm 2022. Và tôi chắc chắn rằng với cái tiến độ thi công và các cái mũi thi công của các cái đơn vị thi công cầu này thì chắc chắn là sẽ kịp ngày 25 thôi các bạn ạ. Quay trở lại hai cái bông hoa này thì chúng ta thấy là bông hoa thứ hai thì vẫn còn hai cái cần cẩu, và công nhân kỹ thuật cũng vẫn đang tập trung để đấu nối lắp ghép nốt những cái bước cuối cùng. Và đến đây thì kênh Trên Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu cho các bạn về cái bông hoa phượng thứ hai đã được gắn lên cầu rào 1 rồi. Và nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like, chia sẻ và đừng quên ấn subscribe đăng ký kênh của Trên Hải Phòng nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng ngắm những cái khung hình về cây cầu rào 1 này.